Chào mừng quý cô chú, quý anh chị và tất cả các hàng thân yêu của showroom Sài Gòn Car đã trở lại với những video ngày hôm nay. Và em là Như Quỳnh ạ. Showroom Sài Gòn Car chúng em là một đơn vị chuyên kinh doanh các dòng xe đã qua sử dụng và có cam kết bảo hành bằng văn bản trong thời hạn là 1 năm nhá. Ở Sài Gòn Car chúng em thì trụ tại địa chỉ là số 63, 65 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức. Và đây là một cái vị trí địa lý rất là dễ tìm nhá. Nằm ngay mặt đường quốc lộ 13, đối diện trường tiểu học Hiệp Bình Phước. Cách ngã tư Bình Phước hướng về Sài Gòn chỉ có 1 km thôi ạ. Và từ bến xe miền Đông cũ đến với Sài Gòn Car là 3 km nhá. Thuận lợi cho các tuyến đường như Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh hay các tỉnh ở phía đông Sài Gòn. Và trong video ngày hôm nay thì em Quỳnh mới về rất nhiều hàng hot. Là thứ hai đầu tuần nên cho em Quỳnh và đội ngũ của Sài Gòn Car xin gửi lời đến quý khán giả đang theo dõi video có một tuần mới thật là nhiều năng lượng nhá. Bây giờ thì em sẽ đi giới thiệu những cái sản phẩm mới về tại showroom Sài Gòn Car và báo giá nhá. Hiện tại thì bên em cũng đang điều chỉnh một cái mức giá khá là phù hợp vào thời điểm hiện tại rồi. Xpander mới về này, bên kia có Hyundai Santa Fe bản full máy dầu cao cấp đây. Chúng ta nhìn qua một chút nha, con này thì là sản xuất và đăng ký năm 2021. Về rất nhiều hàng mới, ví dụ như Santa Fe, Carnival, Xpander nên mọi người đừng bỏ qua video ngày hôm nay nha. Em Quỳnh đang đứng cạnh chiếc Hyundai Santa Fe bản full máy dầu. Xe được sản xuất và đăng ký năm 2021, chạy đã được 3,8 vạn nha. Đi một vòng quanh xe nào. Cái màu xanh này thì rất là đẹp này, và đặc trưng của dòng Hyundai Santa Fe. Lên bác nào mà thích màu xanh này thì có thể lựa chọn mẫu xe này nhé. Đây là một dòng SUV cỡ lớn 7 chỗ và thực sự là một cái chiếc xe mà rất nhiều người tiêu dùng Việt Nam lựa chọn. Khám phá nội thất của chiếc Hyundai Santa Fe sau 3,8 vạn sử dụng nha. Ghế da rất là cao cấp này. Thiết kế vô lăng tần số thì thời điểm năm 2021 thì đã ra cái form mới này rồi, không khác gì những chiếc xe thể thao và xe hạng sang phải không ạ? Xe thì được trải thảm sàn trông rất là sạch sẽ, có cổng sạc và cổng gió phía sau đây. Là bản full nên cũng được thiết kế là cửa sổ trời toàn cảnh panorama này, có ghế lái và ghế phụ chỉnh điện nha. Rất là dễ dàng trong quá trình mà di chuyển này. Bây giờ sẽ quay phần vô lăng một chút để nói qua cái phần option của chiếc Hyundai Santa Fe. Có vị trí nhiều ghế này, ghế điện này. Các bác nhìn qua vô lăng sau 3,8 vạn nhé, máy em vẫn đang để nổ. Bác nào mà đang thích bản full máy dầu cao cấp thì đến ngay với Sài Gòn Car để sở hữu chiếc xe này nhé. Santa Fe thì có lẽ là một cái chiếc xe mà em Quỳnh không cần phải nói quá nhiều về những cái ưu điểm của nó phải không ạ? Santa Fe gần như là một cái đối thủ rất là mạnh và có cái doanh số đứng đầu trong phân khúc. Xem một vòng quanh xe xem có xước sát về phần sơn không nhé. Xe thì con này thì gần như là không phải dọn gì mọi người ạ, sơn rất là đẹp. Bộ mâm thiết kế mới này. Các bác mà thích xem những cái hình ảnh chi tiết hơn về máy móc thì cứ có thể là alo cho em để Quỳnh gửi full bộ nhá. Tại vì là trong cái video này thì nếu mà quay toàn bộ máy thì em thấy khách hàng phản hồi là khi mà xem thì cũng bị ảnh hưởng bởi là cái mạng, đường truyền mạng. Chiếc này là Hyundai Santa Fe bản full máy dầu cao tốc. Xe được sản xuất và đăng ký năm 2021, đã lăn bánh là 38.000 km tương đương với cả 3,8 vạn nhé. Chiếc này thì đang được chào bán tại showroom Sài Gòn Car với mức giá là 1 tỷ 116 triệu nhé. Có hỗ trợ trả góp ngân hàng, giao xe tận nhà và tặng bộ rút hồ sơ gốc cho mọi người nhé. Tiếp theo quay chiếc Xpander nào. Xpander thì chắc hẳn là em Quỳnh cũng không phải nói quá nhiều về một cái chiếc xe gần như là có doanh số đứng đầu ở cái thời điểm cùng kỳ năm ngoái phải không ạ? Nhưng mà
Xpander mà đẹp này, mà giá hợp lý vào thời điểm hiện tại mà các bác đang cần mua, thì em cũng có một cái mặt hàng dành cho mọi người đây. Xpander số tự động năm 2019 nhá, màu trắng biển tỉnh đây. Con này đi một vòng quay xe là Xpander thì là dòng MPV 5+2 rồi. Thời điểm hiện tại thì chưa tới 500 mọi người đã có thể sở hữu chiếc Xpander. Cách thời điểm cùng kỳ năm ngoái thì phải mất khoảng 560 đến 550 đấy mới được sở hữu Xpander số tự động năm 2019, nhưng bây giờ thì em Quỳnh bán là chưa đến 500 nhá. Các bác cứ lựa chọn thoải mái, có hỗ trợ trả góp ngân hàng, các bác chỉ mất khoảng hơn 200 triệu là có thể lấy xe về để đi. Trước này thì bên trong nội thất được bọc nội thất ghế da màu be đây, trông cũng rất là sáng sủa và sạch sẽ. Là một dòng phân khúc MPV 5+2 giá rẻ lên option cũng không được đánh giá quá cao. Nổi bật với động cơ là 1.5, tiết kiệm nhiên liệu và những cước xe đến từ Nhật Bản thì bao giờ cũng được đánh giá khá cao về độ bền bỉ và chất lượng của xe, phải không ạ? Trước này thì đã lăn bánh là 48.000 km nha các bác, nhìn qua quả vô lăng rất là mới. Một phần thì được bảo vệ bởi bọc vô lăng, nhưng mà do chủ giữ gìn và đến nay cũng được bước sang năm thứ 5 rồi, 4-5 năm sử dụng rồi, nhưng mà chất xe còn khá là tươi và mới, phải không ạ? Mọi sản phẩm bên Sài Gòn Car thì đều được cam kết và bảo hành bằng văn bản cho quý anh chị, nên anh chị có thể yên tâm khi mà lựa chọn nhá. Xem là khoang máy con này tí. Các bác cùng em Quỳnh ngắm qua khoang máy của chiếc Xpander số tự động năm 2019 nhé. Trước này thì cũng đã được dọn xe qua phần khoang máy rồi, nên là trông cũng khá là sạch sẽ. Tất cả các xe về Sài Gòn Car thì đều được spa và hoàn thiện lại để cho mọi người dễ dàng hơn trong cái quá trình kiểm tra xe nhé. Sơn zin keo chỉ ốc vít cabo dấu hãng là nguyên zin 100%, không có dấu hiệu tháo mở nhá, và các bác có thể kiểm tra trên mọi nền tảng như hãng này, họ thuyền hay gara uy tín và bên thứ ba mà mọi người có thể tin tưởng nhá. Đây là chiếc Xpander số tự động năm 2019, màu trắng, xe đăng ký biển tỉnh, đã lăn bánh là 48.000 km với động cơ là 1.5 số tự động nhá, và đang được chào bán với mức giá là 495 triệu để dành ra đây. 495 triệu, thời điểm này rất là rẻ, chỉ có 495 triệu để sở hữu một chiếc xe MPV 5+2 7 chỗ nhá. Trong nhà thì các bác cũng biết rằng là hiện tại thì em Quỳnh cũng đang sẵn một số cái sản phẩm từ tháng trước, và em hy vọng là những cái giá mà em đưa ra thì sẽ được mọi người trả giá nhá. Giới thiệu một số cái xe đang ở hàng đầu tiên rồi đến vào những chiếc xe trong cùng là tiếp theo là chiếc Xpander số tự động năm 2021 màu nâu đây. Ở chiếc này thì đã lăn bánh là 19.000 km, xe mang biển kiểm soát tỉnh Lâm Đồng nhá. Chiếc này thì là phiên bản AT đủ đấy, bên trong thì cũng được bọc ghế da màu đen. Và Xpander thì nhà em cũng rất là nhiều, đủ màu sắc từ trắng, nâu đến cam của Xpander Crop, nên các bác có thể đến với Sài Gòn Car tha hồ mà trải nghiệm và lái thử nhé. Chiếc Xpander số tự động năm 2021 này đang được chào bán với mức giá là 560 triệu từ Sài Gòn Car đây. 560 triệu mẫu xe này nhé. Những cái chiếc xe mà đang có sẵn thì em có thể báo giá nhanh cho các bác cùng tham khảo nhé. Tiếp theo là Kia K3. Một chiếc xe mà thay đổi hoàn toàn thế hệ của K3 ở thời kỳ hiện tại, phải không ạ? Có lẽ là những ai mà yêu thích K3 thì cũng biết rằng K3 là một cái chiếc xe rất là trẻ trung, năng động và cá tính dành cho giới trẻ, phải không ạ? Nhưng mà một chiếc xe K3 được hoàn thiện hơn, được thiết kế mới và tiệm cận những phân khúc, những cái form dáng hay là thiết kế của xe sang thì phải kể đến Kia K3 phiên bản Pre năm 2022. Chiếc xe nhà em Quỳnh thì đã lăn bánh là 11.000 km, trang bị lớp sơn màu trắng, nội thất là ghế da màu đen pha đỏ, được đăng ký biển kiểm soát tỉnh Kiên Giang. Chiếc này thì đang được chào bán với mức giá là 600 triệu tại Sài Gòn Car nhé. Đây, 600 triệu ạ. Em thật sự chia sẻ với các bác là có một số những cái xe mà em bị tồn. Em cũng chưa dám hạ giá, em chờ đến một cái thời điểm ổn định nhất của thị trường xe.
Nên là em rất là mong các bác chỉ cần gọi điện trả giá thôi. Em cảm thấy bán được là bán, chứ em cũng không công khai giá trên như thế này, nên các bác đừng ngại là vấn đề là em có chào cao hay không nhá. Chào cao hay không là một phần là do em mua cái nhịp của tháng trước, mức xe nó chưa giảm, nên là các bác phải thông cảm cho em một tí. Tiếp theo này, đây là một chiếc xe phân khúc hạng A nhỏ gọn, di chuyển trong đô thị thì thoải mái luôn. Con này thì chị em mà muốn di chuyển lái xe đi chợ này, đón con này, hay là tan tầm hay là đi làm đấy, những cái giờ cao điểm thì chỉ có những cái con này nhỏ gọn tiện lợi di chuyển cho mọi người thôi. Hiện tại thì em Quỳnh đang sẵn một chiếc Kia Morning phiên bản Luxury 2019. Chiếc này thì sử dụng lốp sơn màu xanh, thời thất là ghế da hai màu, xe mang biển kiểm soát thành phố Hồ Chí Minh, tiết kiệm là 20 triệu tiền biển khi mà sang tên về thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội nhé. Chiếc xe này thì đã lăn bánh là 28.000 km, tương đương với cả 2.8 vạn. Là phiên bản Luxury, là phiên bản cao cấp nhất của Kia Morning thời điểm năm 2019, và đang được chào bán với mức giá là 330 triệu tại Sài Gòn Ca. Thực ra thì bây giờ con này các bác chỉ cần trả giá 300 thôi là em bán, nên em không ngại đâu. Thế em rất là thẳng thắn cho công việc này kinh doanh. Nhưng mà giá chào là một chuyện, còn giá bán hay không là một chuyện, đúng không ạ? 330 triệu chiếc xe này nhá. Đây rồi. Chiếc này mọi người nhìn qua thì chắc hẳn là cũng biết đây là chuyên cơ mặt đất đến từ thương hiệu nào, phải không ạ? Kia Carnival, một chiếc xe mà đánh bại hoàn toàn trước Kia Sedona. Hồi xưa thì cứ nghĩ Kia Sedona là đã quá đẳng cấp rồi, trong tầm giá là hơn 1 tỷ, phải không ạ? Nhưng mà từ thời điểm mà Kia Carnival ra đời thì các bác biết rằng là chiếc xe này thật sự là một cái chiếc xe đáng đồng tiền bát gạo đấy ạ. Đi một vòng quanh xe để xem thiết kế của Kia Carnival đấy ạ. Trước này thì có rất nhiều phiên bản nhá. Một lát nữa thì em Quỳnh sẽ quay và mọi người có thể đoán được phiên bản nào cho em Quỳnh không ạ? Màu trắng ngọc trinh đúng không? Rất là đẹp. Xe mang biển kiểm soát tỉnh Đồng Nai, làm trong phân khúc MPV cỡ lớn. Tên trước này mà phải nói là có gia đình nào mà chở ông bà lấy hai đứa con đi nữa thì rất rất tuyệt vời. Đúng là không có gì báo hiếu cha mẹ bằng cách là chăm sóc sức khỏe cha mẹ, phải không ạ? Xem nào. Tôi đi một vòng quanh xe cho khách xem là sơn xước sát gì hay không, chất lốp có đẹp hay không. Con này thì theo em được biết thì thay nguyên 4 quả lốp Michelin nhá, nên các bác yên tâm đi, chạy của loanh quanh được có hơn 1 vạn thôi. Chứ vậy mà các bác mà đi du lịch hay công tác xa hay dành riêng cho gia đình thì thật sự là rất là đáng đồng tiền bát gạo nhá. Khám phá bên trong một chút này. Không phải tự nhiên mà Kia Carnival được mệnh danh là chiếc chuyên cơ mặt đất, phải không ạ? Khám phá từ ngoài vào trong. Nếu như thiết kế bên ngoài thì trông rất là trẻ trung và hiện đại, phải không ạ? Thì bên trong phải thật sự đây là một bầu trời công nghệ trên chiếc xe này. Ghế da được thiết kế nội thất là ghế da cao cấp nha. Con này thì màu nội thất là màu nâu da bò kết hợp tông đen, trông rất là sang xịn mịn đây. Và em Quỳnh sẽ nói qua về cái phiên bản của chiếc Carnival nhà em Quỳnh nhá. Đây là chiếc Kia Carnival phiên bản Premium. Động cơ là máy dầu và phiên bản 7 ghế nhá. Con này được sản xuất và đăng ký cuối năm 2022. Carnival thì có rất nhiều phiên bản này, Deluxe, Signature. Con này thì bản giữa giữa. Những chiếc xe đến từ nhà Kia thì nổi tiếng với một bầu trời công nghệ và option kể đến, phải không ạ? Con này thì các bác có thể nhìn qua là cần số gần như là không còn. Rất nhiều khách hàng thắc mắc của em là tại giờ trước anh có lái một chiếc Kia Carnival là có cần số, nhưng con này tại sao không? Đấy, thì những cái phiên bản cao cấp nhất thì cũng đã được thiết kế tiệm cận cái phong cách của xe sang rồi. Trước này thì cũng có điều khiển từ xa này, đề nổ start top thì chắc hẳn là có rồi. Và cái thiết kế trước màn này cũng rất là ấn tượng, phải không ạ? Mọi người nhìn 100% là full điện tử nhá. Đấy, màn cảm ứng rất là to. Con này thì em có thể lổ máy lên cho mọi người xem. Cũng có vị trí nhớ ghế, ghế lái và ghế phụ có chỉnh điện nhá. Con này chạy chính xác là 18.000 km, tương đương với cả 1.8 vạn rồi. Đấy, xe rất là đẹp. Kể mà có điều kiện thì cũng mua được cho gia đình sử dụng trong cái này thì tuyệt vời. Đây cũng được kết hợp bản đồ Việt Mát này, Bluetooth, AirPods hay Android, thậm chí là la bàn.
giải điều hòa thì thiết kế chạy full từ bên trái sang bên phải đây. Những cái nút bấm thì trông rất là hiện đại, gần như là cảm ứng 100% nhá. Con này thì cũng không phải dọn nhiều đâu nhưng mà cũng hơi bụi một chút nha. Bác nào mà yêu thích ga Carnival thời điểm hiện tại thì cũng có thể qua Sài Gòn Ga để trải nghiệm nhé. Và khi mà mua xe lướt thì em thấy là cũng tiết kiệm được một khoản chi phí khá khá lớn so với cả xe trong hãng rồi đấy ạ. Rất nhiều tính năng auto hold chống trơn trượt. Con này thì kể đến thì không hết luôn, chắc phải một trang về option của em nó. Vừa rồi thì mọi người có ngắm qua chiếc Kia Carnival bản 7 ghế máy dầu phiên bản Premium, sẽ được sản xuất và đăng ký cuối năm 2022, đã lăn bánh là 18.000 km nhé. Chiếc này thì trang bị lớp sơn màu trắng, nội thất là ghế da màu nâu da bò kết hợp màu đen, và đang được chào bán với mức giá là 1.300.000.000 tại showroom Sài Gòn Ga nhé. Các bác yên tâm là những cái giá mà em đưa ra là các bác có thể trả giá thoải mái để đưa ra một cái mức giá mà thuận mua vừa bán nhé. 1.300.000 cho một chiếc xe mà thật sự là phù hợp với cả mọi nhu cầu này, rất là đa di năng. Và bây giờ thì sẽ đến với những cái mặt hàng mà đang có sẵn tại Sài Gòn Ga và dành cho các bác nào cần nhá. Một cái option cho mọi người lựa chọn này, hơn 400 triệu thì có xe gầm cao nào để đi không? Thì hiện tại em đang sẵn một chiếc Toyota Fortuner phiên bản máy xăng, một cầu số tự động, xe được sản xuất và đăng ký năm 2014. Đã lăn bánh là 10 vạn nhá. Em xin lỗi một chút là xe này được sản xuất năm 2014 nhưng mà đăng ký lần đầu thì 2014, nhưng mà đăng ký á lần tiếp theo thì là biển kiểm soát là Bình Thuận. Các bác có thể nhìn qua thì chắc hẳn cũng biết là xe đã qua hai chủ rồi phải không ạ? Chủ đầu là biển kiểm soát thành phố Hồ Chí Minh nhá, gốc thành phố nên không mất 20 triệu khi mà sang tên tiền biển. Trước này thì em biết rõ nguồn gốc và dựa vào trình độ chuyên môn của sếp và đội ngũ kỹ thuật nên là cũng tự tin để đưa ra những cái văn bản cam kết cho mọi người. Trước này thì đang được chào bán với mức giá là 465 triệu tại Sài Gòn Ga nhá. 465 triệu cho một dòng SUV cỡ lớn. Thời điểm năm 2014 thì Toyota Fortuner thì đã rất là hot rồi, và đến nay thì chứng minh qua thời gian thì không hề làm lu mờ cái chất lượng cũng như là form dáng của chiếc này nhé. Đến nay là gần 10 năm sử dụng rồi nhưng mà form dáng thì không hề lỗi thời, và máy móc thì cực kỳ bền luôn. Mọi người có thể đến đây kiểm tra thoải mái, em cũng cam kết cho mọi người nhé. 465 triệu Fortuner máy xăng, một cầu số tự động. Tiếp theo em có một mẫu Mazda 3 phiên bản Luxury 2022. Trước này thì hôm nay thì bán sát giá cho mọi người luôn, em cũng không mong là có lãi trong cái phiên này. Buôn bán mà lỗ lãi là chuyện bình thường. Trước này là Mazda 3 phiên bản Luxury 2022, xe đã lăn bánh là 2 vạn, màu đỏ pha lê, nội thất là ghế da màu đen. Xe đăng ký biển kiểm soát là tỉnh Đồng Nai, lăn bánh là 20.000 km. Trước này em đang trên chào trên mạng là 600 triệu. Giá bán cuối cùng cho mọi người là 580 triệu trước Mazda 3 phiên bản Luxury Sedan 2022 này nhá. Đây, em tin rằng là so với xe mới mọi người đã tiết kiệm được khoảng 40-50 rồi. Bây giờ theo em biết là lăn bánh con này biển tỉnh phải rơi vào 665 triệu nhá. 580 triệu là giá cuối cùng bán cho mọi người đấy ạ. Bác nào mà thích Mazda 3, thích cái màu này thì có thể đến đây nhá. Cái phiên bản Luxury này thì cũng có rất nhiều option này, trừ mỗi cái phiên option là cửa lock thôi. Cửa lock thì em thấy cũng thi thoảng mới dùng đến, nên các bác có thể lựa chọn cái phân khúc này. Phanh tay điện tử, ghế lái chỉnh điện, nó rất là ghế da cao cấp này. Rồi đến một chiếc màn, rồi thiết kế năm 2022 nó cũng rất là khác biệt so với cả phiên bản tiền nhiệm rồi. Đây, 580 triệu mẫu xe này nhá. Hết rồi, ở trong này. Đây, em có một chiếc bán tải mới đi dọn về đây. Em nói thật, riêng bán tải thì những con nào cũng khỏe, các bác không cần phải tìm là thương hiệu như Forger, Toyota Hilux hay Chevrolet đúng không? Đấy, thì bây giờ cũng có thể lựa chọn một chiếc Triton là trước này, thì các bác có thể lên hội bán tải khảo sát. Nếu các bác nào mà chuẩn bị chơi bán tải thì có thể lên hội khảo sát xem chiếc xe này là có những cái gì điểm gì đặc biệt nhá. Hiện tại thì em Quỳnh đang sẵn một chiếc Mitsubishi Triton 2020 máy dầu một cầu số tự động nhá. Con này thì đã lăn bánh là hơn
hình như là 47.000 km xe mang biển kiểm soát thành phố Hồ Chí Minh. Thực ra thì bán tải biển nào không quan trọng, nhưng mà quan trọng là cái thời gian mà các bác có thể nộp thuế hay là rút nhập được lâu hay không. Bởi vì là bán tải thì không mất tiền biển cho thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Hà Nội nhé. Con này thì đang được chào bán với mức giá là 515 triệu cho Sài Gòn Ca. Lốp sơn màu bạc, nội thất là ghế nỉ nguyên bản nhé. 515 triệu cho mẫu xe này. Một chiếc xe, một đại diện thương hiệu đến từ nhà Toyota đây. Có lẽ là các bác cũng đã quá quen thuộc với cái câu mà xe máy thì phải Honda mà ô tô thì phải Toyota mới đúng bài, phải không ạ? Hiện tại thì em Quỳnh đang sẵn một chiếc Toyota Altis phiên bản 1.8G, xe được sản xuất và đăng ký năm 2018. Lăn bánh là 40.000 km tương đương với cả 4 vạn nhé. Chiếc này thì trang bị lốp sơn màu đen, nội thất là ghế da màu be, xe mang biển kiểm soát thành phố Hồ Chí Minh, tên công ty xuất hóa đơn cho các bác nào cần. Đấy, các bác nào mà cần hóa đơn đầu vào thì alo cho em Quỳnh để Quỳnh xuất hóa đơn chiếc này nhé. Chiếc này thì thật sự phải nói option thì không được đánh giá quá cao. Trong cái phân khúc mà thời điểm mà mua Altis thì tầm 800-900 triệu, nhưng mà phân khúc thì không được đánh giá quá cao. Nhưng mà về cái độ bền bỉ và cái sức nặng, giá trị của thương hiệu mang lại cho người tiêu dùng, phải không ạ? Xe là phải đúng với cả nhu cầu, và quan trọng là cái giá trị của chiếc xe mang lại cho người sử dụng như thế nào. Chiếc này là Toyota Altis phiên bản 1.8G, đang được chào bán với mức giá là 560 triệu tại Sài Gòn Ca nhá. 560 triệu để sở hữu một chiếc Altis 2018 phiên bản 1.8G nhá. Đây mẫu xe này ạ. Rất là đẹp, huyền thoại của Toyota đây. Tiếp theo là một mẫu Kia Sorento bản full máy xăng đây. Con này thì cực kỳ đẹp. Nhưng mà em phải chia sẻ với các bác một chút là bác nào mà đã từng lái Sorento và yêu thích Sorento thì ở lại đây với em Quỳnh. Bởi vì cái mức tiêu hao nhiên liệu của em nó khoảng 11 đến 12 lít thì các bác có chịu đúng không ạ? Nhưng mà nói về độ sướng mà bỏ ra 10 đến 12 lít mà mang lại cái độ cảm nhận hay độ rất là thích khi mà sử dụng cái chiếc xe thì tội gì mà không xuống tiền, phải không ạ? Bây giờ các bác phải bỏ ra tầm khoảng tỷ 3 đến tỷ 4 mới có thể sở hữu chiếc Kia Sorento. Nhưng bây giờ nhắc đến Sorento thì phải nhắc đến là những chiếc xe form mới này cũng rất là ấn tượng. Nhưng mà bác nào mà thích cái form dáng cổ điển, classic, cái form cũ của Sorento thì ở lại đây. Hiện tại thì em Quỳnh đang sẵn một chiếc Kia Sorento bản full máy xăng. Xe được sản xuất và đăng ký năm 2016, lăn bánh là 66.000 km nhé. Lốp sơn là màu đỏ đô này, màu lệch cực kỳ đẹp, sạch sẽ, sang trọng. Đấy, không có gì chê cả. Xe mang biển kiểm soát thành phố Hồ Chí Minh, tiết kiệm chi phí là 20 triệu khi mà sang tên tiền biển. Là một dòng SUV cỡ lớn rất rộng rãi nhé, và thiết kế form dáng thì rất là gọn. Với mức giá đang chào bán tại showroom em là 568 triệu nhá. 568 triệu cho mẫu xe này. Đây, còn sót một cái con hàng này thì cũng bán lốt cho các bác để em chờ qua ngày mùng 10 thì hy vọng là một cái phiên định giá mới và có một cái ổn định hơn cho cái thị trường xe cũ bọn em. Chính thức xả lỗ chiếc Chevrolet Trailblazer phiên bản 2 cầu máy dầu số tự động. Xe được sản xuất và đăng ký năm 2018, mua mới một chủ từ đầu, lăn bánh là 58.000 km nhá. Trang bị lốp sơn màu bạc, nội thất là ghế da màu đen. Xe đăng ký là biển tỉnh. Là một dòng SUV cỡ lớn và có cái các đối thủ cạnh tranh trực tiếp rất là mạnh này. Ví dụ như Fortuner, Chevrolet, Isuzu Mix hay Mitsubishi Pajero Sport, phải không ạ? Chiếc này thì là một chiếc xe đến từ thương hiệu của Mỹ và nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Thái Lan. Đây là phiên bản 2.5 nha. Rất nhiều khách hàng hỏi em là có phiên bản 2.8 không, thì em xin thưa rằng là có. Nhưng mà phiên bản 2.8 là cái phiên bản kỷ niệm và chỉ có sản xuất 1.000 chiếc limited cho dòng, nên bây giờ khá là hiếm trên thị trường. 660 triệu để sở hữu ngay chiếc Chevrolet Trailblazer phiên bản 2 cầu máy dầu số tự động nha. Đây ạ. Đây là còn sót một cái con hàng cũng giá là rất là hợp lý này, chưa tới 400 triệu mà có một chiếc xe số tự động để đi, phù hợp với tất cả mọi nhu cầu này, gia đình đi được này, và rất là lành tính, tiết kiệm nhiên liệu. Đấy, chiếc này là Honda City bản top năm 2017, trang bị lốp sơn màu nâu hồng, nội thất là ghế da màu đen. Bản top là phiên bản cao cấp nhất của dòng City và tương đương với cả bản RS ở thời điểm hiện tại. Chiếc xe nhà em Quỳnh thì đã lăn bánh là 77.000 km, mang biển kiểm soát tỉnh Đồng Nai, mua mới một chủ từ đầu. Các bác đến đây xem nội thất ghế da thì cực kỳ đẹp nhé, không có gì để chê cả. Chiếc này đang được chào bán với mức giá là 399 triệu tại Sài Gòn Ca. Đây 399 triệu, chiếc này thì em có thể
miễn thuế cho các bác nhá, miễn thuế thôi, còn không miễn biển nhưng mà sang tên thành phố đâu. 20 triệu của em. Kia Sirocco đây, con này cũng chật nhịp nên là cũng mua giá cũng không đâu ở mới đâu cả. Em đang sẵn một chiếc Kia Sirocco số tự động năm 2021. Màu đen, biển thành phố Hồ Chí Minh, lăn bánh là 4 vạn. À 5 vạn, con này 5 vạn rồi nhá. Con này thì là phiên bản số tự động deluxe. Đang được chào bán với mức giá là 390 triệu nhá. Mà Sirocco nói qua một chút này, là một dòng xe phân khúc hạng A cộng, có động cơ là 1.4, rất là nhỏ gọn và tiết kiệm nhiên liệu. Và với cái mức giá mà Kia đề xuất ra cho cái chiếc xe này thì em thấy là hợp lý với cả người tiêu dùng và có thể tiếp cận được nhiều khách hàng nhá. 390 triệu cho mẫu xe này ạ. Xpander số sàn em nhận cọc rồi, con này nhận cọc sáng nay bán về Phú Yên. Đấy, sau rất nhiều phiên giao dịch của chiếc này, chắc là phải vía thôi, chứ còn xe nhà em thì các bác yên tâm là có cam kết bằng văn bản đổi trả, hỗ trợ đổi trả trong vòng 15 ngày nếu test ở địa phương các bác nhá. Các bác cứ thoải mái đến đây với Sài Gòn Car. Đấy, Xpander số sàn năm 2020 nhận cọc này. Sót 1-2 xe trong này thôi. Tiếp theo là Xpander Cross. Không nói thì mọi người cũng biết rằng đây là chiếc Xpander Cross phải không ạ? Bởi vì chỉ có trên cái phiên bản Xpander Cross thì mới có lớp sơn màu nâu đất như vậy. Chúng ta đang ngắm qua chiếc Xpander Cross sẽ được sản xuất và đăng ký năm 2020. Xe thì mang biển kiểm soát tỉnh Bình Định nhá. Con này thì nội thất là ghế da màu đen, đã chạy là 41.000 km. Là cái phiên bản Xpander Cross thì là phiên bản cao cấp nhất của dòng Xpander này. Nhưng mà cái thời điểm năm 2020 thì cái điểm khác biệt thì cũng chỉ có về form dáng này rồi bộ mâm thôi. Còn đến năm 2022 thì mới khác biệt hoàn toàn. Được cái là chung động cơ là 1.5, số ghế 7 chỗ ngồi là dòng MPV cỡ 5.2 nhá. Chiếc này đang được chào bán với mức giá là 575 triệu Sài Gòn Ca. Đây 575 triệu mẫu xe này. Đây cũng có một chiếc Kia Sirocco số sàn năm 2022, form mới, màu mới và logo mới đấy. Con này thì các bác có thể nhìn qua là cái màu xanh rất là ấn tượng của dòng Kia phải không ạ? Em Quỳnh đang đứng cạnh mẫu Kia Sirocco số sàn năm 2022. Chiếc này thì đã lăn bánh là 23.000 km, mang biển kiểm soát tỉnh Đồng Nai. Nội thất là ghế da nhá, số sàn thôi nhưng mà cũng khá là đầy đủ. Động cơ là 1.4, phù hợp với cả các bác nào mà chạy kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách hoặc di chuyển gia đình mà có thể lái B2 thì cũng có thể lựa chọn mẫu xe này nhá. Với mức giá đang chào bán tại showroom em là 390 triệu đây, 390 triệu mẫu xe này. Vừa rồi thì cũng tranh thủ giới thiệu cho các bác về địa chỉ của showroom và những cái sản phẩm mà mới về tại cửa hàng. Thì các bác nào mà đang quan tâm những cái sản phẩm của showroom Sài Gòn Car thì có thể liên hệ qua số hotline 0823072222 để em Quỳnh có thể liên lạc, hỗ trợ và tư vấn cụ thể về một sản phẩm nhé. Hơn nữa là những cái giá mà em đưa ra, các bác yên tâm là những cái giá đấy là giá chào bán của cửa hàng thôi. Các bác có thể đến trực tiếp hoặc liên hệ cho em để trả giá, đưa ra một cái mức giá thuận mua vừa bán cho cả hai bên nhé. Mua bán là phải vui vẻ, hoan hỉ cho hai bên chứ không mất lòng là rất là khó nhìn nhau. Các bác có thể hỏi em, tư vấn, em định giá miễn phí cho mọi người. Không bán bên em cũng được, không mua bên em cũng được, nhưng mà nếu mà cần hỗ trợ gì cứ thể có thể call cho em 24/7, em giải đáp tất cả mọi thắc mắc về vấn đề xe cho mọi người cùng tham khảo nhé. Và trước khi kết thúc video ngày hôm nay thì quý cô chú, quý anh chị và tất cả các khách hàng thân yêu và khán giả đang theo dõi video ngày hôm nay đừng quên bỏ ra một ít phút đăng ký kênh Showroom Sài Gòn Car, like và follow em Quỳnh để em Quỳnh có nhiều động lực ra nhiều video hay hơn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.